Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực kem ha. Đó thì nói chung thì hai con đực này thì rất pin lực luôn cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình thì đứt nở dài nở ha. Đó bò này thì lụng hơn 7 tháng tuổi rồi. Đó chiều cao của hai con này thì nói chung chiều cao thì ngang ngang nhau động ngang ngang nhau cô chú chị. Đó chiều cao của nó thì là 1m14-15 bò, 1m14-16 bò cô chú chị. Đó 1m14-16 bò ha. Hai con thì nói chung thì rất mề bò, dày bò. Tướng tá chân móng thì nói chung thì xương sóc thì rất to, nó chân móng sò không ốp xe là xuống ruột gì. Đó thì cặp đực này thì chủ nhà bán giá là 36 triệu. Đó 36 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, tới dòng 200 số ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó thì nói chung cái ghi hình này cũng thương lượng giá cho bà con mình hết rồi. Đây tướng tá cấp mình được cô chú chị. Đó con nào con lấy đít nè, đít nở dai nở nè cô chú chị thấy không. Đó đít nở dai nở ha. Đây lưng nè. Đó lưng thì lưng đôi, dai đôi lưng đôi cô chú chị. Nó dai đôi lưng đôi nè. Đó về phần mặt mày nè. Đó mặt là mặt bự mặt cục không ha. Con nào con lấy mặt là mặt bự mặt cục không. Đây. Đó con pháp kem trắng, trắng sữa cô chú chị. Đó và một con bò pháp kem vàng. Đây tướng tá cấp mình. Đó cô chú chị thấy tướng tá cấp mình không. Con nào con lấy thì nói chung thì rất dài đòn luôn. Đó giá là 36 triệu. Đó 36 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 200 số em. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Tiền Giang. Đó Tiền Giang với Bến Lức Long An cô chú chị. Đó Bến Lức Long An ha. Chứ nói chung thì em đang có chuyến tiếp xe về tên Lâm Đồng đó. Đó Đức Trọng của Lâm Đồng ha. Đó thì bà con ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn. Đó cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đây chân móng nè cô chú chị. Đó chân móng là chân móng sò. Đó chân móng sò xương sóc rất to luôn. Đây một con trắng này, cái dài nè. Đó thấy cái dàn dài không. Đó lòng dài bóng giận luôn. Dài thì dây đứt nở dài nở này, dài là dây đôi. Đó cô chú chị thấy nè. Nói chung thì tiền nào cũng lấy ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi vú béo thêm nè. Đây chân móng nè. Đó chân móng là chân móng sò tướng tá cấp mình nè. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó giá là 36 triệu. Đó 36 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 200 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại mình cho mình. Đây tướng tá cấp mình nè. Hai con này thì bản đùi lớn xương sóc thì rất to cô chú chị. Đó bản đùi lớn xương sóc thì rất to. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó đít. Đó giá là 36 triệu. Đó 36 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Tướng tá cấp mình xương sóc. Xương sóc là những xương sóc cấu luôn. Đây con này. Con nào cũng lấy cổ là cổ vắng cổ rô không cô chú chị. Đó cổ vắng cổ rô không ha. Đó thì em là kênh Trang Nuôi Bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò béo mà sản mà hai khung giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình nó mua. Em lấy hai con bò này rất dài đòn luôn của chú chị. Nó cổ là cổ vắng cổ rô nè. Đó con nào con nấy nè. Đó bản đùi lớn xương sóc to đít nở dai nở ha. Đó thì cặp đực này giá là 36 triệu. Đó 36 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 200 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì hình ảnh và giá cả cặp đực này em gửi đến cho cô chú chìm xong rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ này thì con mẹ kem. Đó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con cái kem thì được tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đó thì con mẹ này mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên ha. Mẹ thì nói chung thì tàn sắc nhất rồi. Đó thì mẹ con thì nói chung thì rất nát sữa của chú chị. Đó con mẹ thì nói chung thì tàn sắc nhất rồi. Nó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con cái kem này được 1,5 tháng nè. Đó được 1,5 tháng của chú chị. Đó thì con mẹ này thì chiều cao là 1m43 bò. Đó chiều cao là 1m43 bò ở phía sân khu ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì bộ mẹ con này chủ nhà bán giá là 32 triệu.
đó, 32 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dùng 2 tham số ha. Đó thì bà con mình thấy hợp lệ thì muốn ủng hộ em. Đây. Đó thì nói chung thì con mẹ này nhiều tàn sát nhất ngày tơ thì nói chung thì bèo lắm cũng 30 ba mấy triệu cô chú chị. Đó, nhưng mà nói chung thì hiện tại đang đẻ con cái luôn, tơ mới đẻ đứa đầu tiên luôn nè. Đó mẹ tơ. Đó, con nè. Đó con nè cô chú chị. Đó thì nói chung thì con này tại mới đẻ đó nên nó bị cái viêm rúng, nhưng mà nói chung thì nó còn cái tim mà ngón giật cái của chú chị, nó bị tim rúng nha, nhưng mà nói chung thì chủ nhà cho uống thuốc men này, nó từ từ nó teo lên là nó hết à. Đó đây con nói chung thì xương sóc thì cũng rất to đó, xương sóc rất to nè cô chú chị, tướng tá cấp mình nè. Nó con này nói chung thì nó dòng F2 nó, nhưng mà bây giờ em thấy là qua nó to đó, sau này mình để làm giống sinh sản luôn được cô chú chị. Đó còn con mẹ nè, đó thì mẹ thì chân móng thì hoàn thiện ha, không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Ủa? Đó không xuống rúng xuống ruột gì nha cô chú chị. Đây tướng lá cấp mình nè. Quá. Đây thì con mẹ này thì xe lưng thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị, nó xe lưng nghiêm chỉnh ha, mẹ thì nói chung là tàn sát nhất đó, nhưng con cái thì con mẹ này thì nói chung thì nó không có xe mặt ha. Đây mặt mày này. Đây con mẹ cái ngang của nó, mẹ lưng dài này. Đó em nói con mẹ tàn sát nhất luôn, lưng dài khỏi nói rồi, dàn lưng dài của nó luôn đó, tàn sát nhất luôn, phùng dạo thì khỏi nói luôn. Đó bò tơ, tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn cô chú chị. Quá quá. Đây con mẹ phùng dạo cái ngang nó hết biết cái ngang luôn. Đó vú này, vú nè cô chú chị. Đó vú thì bốn vú ha, đó vú thì bốn vú. Đó thùng dạo tướng tá cấp mình khá lớn luôn, có chiều cao là 1m43 bò cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, còn dòng 2 tâm số nha. Đó thì bà con mình thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây con nè, con thì nói chung thì rất mát sữa luôn cô chú chị, nói lớn mà rất mát sữa luôn. Đó tướng tá cấp mình chân móng nè. Đó mặt mày nè. Đó đây mới lớn nó mới con thăng rưỡi tuổi nè, nói chung thì hiện tại nó đang bắt sữa luôn, còn mẹ rất mát sữa rất tốt. Đó thì bộ mẹ con này giá là 32 triệu. Đó mẹ tàn sát nhất ha, đó mẹ tơ mới đẻ đầu tiên. Đây tướng tá gấp mình chân móng nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp ha. Mẹ hết biết mẹ luôn, cái ngang hết không nổi nói luôn. Đây cái ngang này mẹ, cô chú chị coi cái ngang nè. Qua. Đây mẹ cái ngang hết nổi cái ngang. Tướng tá cấp mình cùng dạo rất lớn luôn, rất chè đòn của chú chị, nó rúng nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì mình xem tới xin lưu cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đây con tướng tá cấp mình đập đập mẹ nhớ ra cái làm cái cột hay dây căng quá. Đó tướng tá cấp mình thùng dạo nè, đó giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, bây giờ hai tâm số ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mình ủng hộ em. Đây con mẹ thùng dạo cái ngang nè, chú chú coi nè. Đó, hết biết cái ngang, một vú thì to luôn ha, cái ngang nè. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó mẹ hết biết luôn, tàn sát nhất ha. Đó thì em kinh thanh nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò ảnh sản vô 2 giờ của ưng thì điện cho em ha. Tướng tá cấp mình thùng dạo nè, luôn con này. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại mới tình hình. Đó thì bộ mấy con này giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, dùng 2 tâm số ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến cho cô chú chị xong, để bây giờ tiếp tục cái video đo máng ngày hôm nay.